răng hở quá nhiều thì sẽ như thế nào? Lúc anh giám đốc khách sạn tóc xoăn này tự giới thiệu thì nước miếng sắp văng đầy màn hình luôn. Vẫn chưa xong đâu, đối với khách hàng đến thăm thì nước còn đào ạt hơn. Tổng cộng có 30 phòng suite, anh ấy la vài cái, trên con chuột, trong cà phê toàn là nước miếng của anh. Cái co hơn là anh nghiêng người về phía trước, nước văng thẳng vào tay chàng trai. Nhân lúc giám đốc không chú ý, cô gái đành phải dùng phấn trang điểm để dặm lên tay anh. Kết quả là giám đốc vừa quay đầu. Chắc chắn bạn đoán không ra, chàng trai cô gái trông có vẻ rụt rè này thật ra là một nhóm lừa đảo. Cô gái tên Ina, trước kia từng yêu một cậu phi công, không ngờ yêu sâu đậm quá lại thành bị lừa 500.000. Bất đắc dĩ, Ina đành phải làm YouTuber, ngày ngày quay những clip bựa để xin fan rủ lòng thương quyên góp tài trợ cho mình. Một hôm đi làm, Ina nhận được một cú điện thoại kỳ lạ. Đối phương nói mình là fan cuồng của cô, muốn chuyển cho cô 50.000. Nhưng trước khi chuyển tiền thì phải giúp anh nộp 500 đồng tiền lệ phí trước. Ina bị đồng tiền che mở mắt, lập tức chạy đến máy ATM ở bên cạnh để chuyển khoản. Nhưng khi thấy tiện tài khoản của đối phương thì cô lại do dự. Trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Thông qua số điện thoại của đối phương, cô lợi dụng thân phận nhân viên ngân hàng của mình để tra ra số chứng minh thư của người đàn ông vạch trần gã lừa đảo này. Cô ấy còn tiện tay ghi âm cuộc gọi, đe dọa sẽ báo cảnh sát. Anh ngồi tù là cái chắc. Cô đâu biết trông tôi như thế nào, lông mày anh như con sâu đóng. Gã lừa đảo lập tức sợ hãi. Anh đưa ra điều kiện trao đổi. Cô xóa đoạn ghi âm, đừng báo cảnh sát. Tôi giúp cô trả hết nợ. Nếu thật sự không được thì chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Điều kiện hấp dẫn như vậy, Ina lập tức đồng ý. Thế là một cặp đôi lừa đảo chính thức liên minh. Mục tiêu của họ là bạn trai cũ từng lừa tiền của Ina, Pet. Hiện tại, Pet là ông chủ của một công ty du lịch. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta đi, đồng hồ Rolex, thắt lưng da LV, xe BMW, còn túi sách MCM nữa, chắc hẳn là đã lừa không ít con gái rồi. Kế hoạch của họ rất đơn giản, trước tiên lừa Pet đặt khách sạn, sau đó đóng giả nhân viên khách sạn bắt cậu ta phải móc tiền ra. Vậy lừa bắt cách nào đây? Nếu Pet đã thích lừa phụ nữ vậy thì cho cậu ta được như ý, tìm một nữ đại gia cho cậu ta. Có điều nữ đại gia này phải tìm ở đâu ra? Họ đã nhắm trúng bà thím này. Bà ấy là diễn viên đẳng cấp đấy. Một giây trước còn giả vờ đáng thương, một giây sau đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Có điều cách ăn mặc này không giống nữ đại gia chút nào cả. Không thành vấn đề, cái này không thể làm khó băng nhóm lừa đảo được. Một nữ đại gia sang chảnh đã ra sân tỏa sáng. Giày cao gót sang chảnh, túi xách hàng hiệu, nhẫn hàng hiệu, đồng hồ hàng hiệu. Khi bạn đang háo hức được gặp bạn nhất của mình, lại phát hiện đối phương là một nữ đại gia tỏa sáng lấp lánh. Và đáng hơn, nữ đại gia này lại là một kẻ lừa đảo. Bà già vừa làm chủ của một công ty sản xuất bia, tìm đến Pet bảo cậu đặt khách sạn giúp mình. Nữ đại gia vừa mở lời liền nói tôi muốn đặt phòng tổng thống trong khách sạn đắt tiền nhất nước Thái. Pet vừa nghe, hai mắt liền sáng rực. Nhưng lúc này, một người đàn ông đi ngang qua, chân của nữ đại gia vô tình ngáng chân anh ta. Người đàn ông rất tức giận, lớn tiếng mắng chửi nữ đại gia. Ngay lúc đó, Pet chú ý đến thẻ nhân viên của người đàn ông. Chẳng phải đây là công ty của nữ đại gia sao? Sao anh lại nói chuyện kiểu đấy với chủ của mình? Thấy kế hoạch sắp bị vạch trần, người phụ nữ đành phải đứng lên. Tôi phải quản lý nhân viên của mình thật chặt mới được. Người đàn ông ngớ người. Bà điên này ở đâu ra vậy? Người phụ nữ thấy vậy, lập tức bắt đầu một màn diễn sâu. Lẽ nào sếp của cậu không nói với cậu đã cử tôi đến để chấn chỉnh công ty các cậu sao? Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, phải dạy dỗ cậu ra trò mới được. Cố gắng học tập, tuân thủ kỷ luật, khắc ghi đạo nghĩa. Người đàn ông sợ hãi, lập tức co giò bỏ chạy. Cảnh tượng này cũng khiến Pet dẹp bỏ nghi ngờ. Nữ đại gia giả vờ mượn di động của Pet, mục đích để đổi số điện thoại của giám đốc khách sạn trong danh bạ của cậu. Bây giờ đến lượt Ina ra sân. Cô nhét khăn giấy vào trong miệng, rồi chất vấn lên khóe môi, làm rớt giấy tờ, giả vờ cúi người. Quả nhiên, Pet đã mắc mưu. Cậu ta đi về phía Ina, còn gã lừa đảo thì đi ngang qua người cậu ta. Sao chị lại ở đây? Thì ra, Ina giả vờ mình bị bạn trai đánh để khiến bạn trai cũ thương xót, thu hút sự chú ý của cậu ta. Cùng lúc đó, gã lừa đảo bước đến cầm lấy di động, đổi số điện thoại khách sạn thành số của mình. Kế hoạch đầu tiên đã thành công, nhưng Pet cũng không phải thằng ngu. Ngay lúc cậu ta và nữ đại gia đang đong đưa với nhau, cậu ta muốn nữ đại gia thanh toán tiền trước thì mới đặt khách sạn được. Chiều này không xong thì đành phải thay đổi kế hoạch thôi. Lần này đến lượt nam chính lừa đảo ra sân rồi. Một chiếc xe đua siêu đắt chạy tới, một người đàn ông bảnh bao bước từ trên xe xuống. Nữ đại gia nhìn thấy, lập tức gào đến ông ấp hỏi thăm. Bây giờ thì Pet tức điên cả lên, xem ra đã gặp được đối thủ cạnh tranh rồi đây. Nữ đại gia giới thiệu với Pet, thao bán siêu xe đấy. Hai người họ còn đặc biệt dẫn Pet đến một studio chụp ô tô vừa được dựng khẩn cấp. Mục đích là để Pet và nữ đại gia cùng bỏ ra 4 triệu để đầu tư vào con xe này. Mỗi người bỏ ra 2 triệu, nói gì mà có thể kiếm được rất nhiều tiền, lời gấp đôi. Hai kẻ lừa đảo đứng một bên kẻ tung người hứng, Pet nghe mà hai mắt sáng rực. Nhưng Pet không có nhiều tiền như vậy, bị hai người khích tướng, cậu ta muốn đầu tư cũng không đầu tư nổi. Ngay lúc cậu đang định tìm người để mượn tiền thì tình cờ phát hiện hóa ra hai người này cùng một bọn với Ina. Cậu lập tức theo dõi Ina đến một nhà hàng Trung Hoa, mở cửa ra, trực tiếp vạch trần âm mưu của họ. Ina thấy vậy thì rất hoảng hốt, nhưng Pet không định báo cảnh sát, vì cậu muốn cắn ngược trở lại. Lát nữa, cậu sẽ mang 2 triệu mượn được đến đó, giả vờ cùng đầu tư với họ. Sau đó, hy vọng Ina phối hợp với cậu ta, cũng luôn cả 2 triệu của hai người kia. Thế thì Pet và Ina sẽ được chia đều mỗi người 1 triệu. Nhưng nếu Ina đứng về phía băng nhóm lừa đảo thì dù chia đều ra cũng không được đến 1 triệu. Một bên là đồng đội cũ, một bên là bạn trai cũ tình tứ. Rốt cuộc thì Ina sẽ lựa chọn như thế nào? Ngày giao dịch đã đến.
Theo giao hẹn, Pet và nữ đại gia cùng giao 4 triệu cho Tower. Sau đó thì họ tách nhau ra, ai đi đường nấy. Ina cầm tiền rời khỏi đó một mình. Những người còn lại sẽ đến điểm hẹn cuối cùng để tập hợp. Nhưng Ina lại không hề xuất hiện, vì cô đã cầm tiền đến siêu thị. Người đang đợi cô lại là Pet. Phải, Ina đã lựa chọn tình yêu, phản bội đồng đội. Xem ra, tình bạn có thân thiết đến đâu cũng không thể đấu lại một câu tái hợp của bạn trai cũ. Nhưng lúc họ chuẩn bị lái xe rời khỏi đó, Ina lại phát hiện cô không mở được cửa xe. Không ai ngờ được, Pet định bán đứng Ina, một mình nuốt trọn 2 triệu. Nhưng lúc này, Ina bị lừa lại nở nụ cười. Pet nhận ra điều bất thường, lập tức quay lại xe mở túi ra xem. Toàn bộ 4 triệu đó đều biến thành tiền giấy. Hóa ra, kế hoạch của băng nhóm lừa đảo chính là lợi dụng điểm yếu của Pet là Ina. Vì chỉ khi Pet tưởng rằng Ina sẽ phản bội đồng đội, khiến cậu ta chắc mẩm mình nắm chắc được phần thắng thì mới chịu ngoan ngoãn giao tiền ra mà không hề do dự. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, Ina đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Phần cuối câu chuyện, Pet tác giả báo, còn Ina cũng có được tình yêu quý giá.